anh đang đi dưới vô cái giò cái không có ra. Ông mở cái vợ cái giường vợ cái ghế lên vợ ghế lên vợ ghế. Ồ nó quậy cái xà đó rồi tới bà bồng cái con xe xe ra kìa đó rồi chưa đó cái đó tối ngày ngồi cái xà đó cái giờ đó vậy. Ủa sao bà chung quá lại đây bà không đi bà đi chung đó. Okay, okay. She loves you too, Linda. Yeah. That's why you know. Yeah. But they fight. Nó quậy vậy đó. Uống nước đi, hai chị uống nước đi. And we are. Yeah. Yeah. This really strong. Yeah, maybe, but very strong. Yeah, too old. Oh. No good, no good. Gì? Yeah. Yeah. Con già, bà nói là con này già, con này trẻ mà con này nó dữ lắm. Uh-huh. Nên hiếp con này không là lấy nước ở thầy đó cái gì đấy. Không là này uống nước. Không là nó uống rồi, uống nước này nước gì của thầy đấy? Nước dừa uống đi. Ủa để cho thầy uống con nước nước. Đã đằng này mệt thì cứ uống đi mà mệt quá xong rồi tập bên từ thôi. Không phải để cho thầy uống được. Trời lâu lâu uống cái đó uống hoài, uống nguyên một thùng lần. Thế à? À coi nó quậy trời, nó quậy tan canh giá lạnh như đó. Ý là tối nó vậy đó mà nó còn không yên đó. Đó. Nóng quá mới cởi áo xe xe ra. Nóng quá thì nóng như thôi tới hồi tối qua ông thì đó bên nay không không tới cây hạ tiện nước không tới bữa xe. Hỏi coi hồi tối ba ngủ được không? Hỏi làm gì 3 giờ ba thức gì ba nhớ ai vậy? Oh, tại lưng ba đau. You don't have medicine for pain medicine for back? I have to go to the doctor. Called him. You get a number. You didn't get it? I have to go see him. He's right around the corner. He's up there, you know, where the cab stand used to be? Yeah. Behind but the cab stand. But you had to make a call for it. You cannot... I don't know how to call. I go in. Oh, really? Go in and wait. Yeah. Go in his office and wait. He okay? Yeah. You have to wait, and they call you. When you go in the waiting room, you wait there, and they'll call you. Someday you know you're not there. Yeah, I know. I have to. You know that's how you wait. You have to know first. I don't know how to call. Oh. Nó ăn vậy cho nó mát, mình nằm đóng thuốc mà chết nè, cho nó bị ráng ăn rau nè. Nó đói đau thuốc mà không coi nè, nó chơi ha. Cái cây này cái đau má không khéo là nhìn thấy giống y bon rồi thấy chưa? Nó chơi vậy nó canh, còn rau trai á thì nó nhào vô cái đống rau răm. Còn rau này mới rau gì mà nó nhào vô rau má nó giống hết chứ không? Để nó cũng khôn vậy nó lựa nó nhào vô đừng cho mình. Cái cắt cỏ rồi đó, hết cỏ rồi cho đừng có đóng mưa đó. Yeah. Nó mưa nó báo mưa 3 ngày liền thế này. Mà không biết có hôm đây nó không có bởi vì không biết tưới vậy mà nó còn nhờ vậy mà rau nó mới tốt rồi thấy chưa? Cộng nào cũng nếu coi rau thấy ham không? Con sống. Bữa nay nó co cà cho tàu trắng còn sống chưa? Where is the closest drug store? Pharmacy. Where I get him the call. Where he calls. Uh-huh. Where the doctor. Right there on the Chesapeake Boulevard. Right there. Chesapeake Boulevard. Yeah, but they have right there. They have Chesapeake a drugstore. Yeah. Okay. They're right there. Okay. But don't worry. And now how I bring you up there. Okay. When you see doctor. Man, because a lot of things to do. A lot of things. Yeah. Man, it's special, my car is proper. Right. Yeah. I had to call AAA to tow it to a transmission shop. Nói à, ông thầy ông uống được là tại ông thấy nước Việt Nam ổng á, nó bị Covid nhiều quá, chết nhiều quá, ông ngủ không được. Còn mày cái gì mày ngủ, bà cái gì bà ngủ không được. Đó là tại vì đau lưng á. Bà nói rồi đó, bà đau lưng á. Rồi mỗi lần mà thức dậy cái lo dòm coi, có tin gì mới không? Hãy dòm có tin gì mới không? Mà giờ Việt Nam quá trời quá đất hả? Sài Gòn hết rồi. Phong thanh nó gọi phong thành ấy, phong thành hết rồi. Tội nghiệp quá trời á mà vậy. Ví dụ như cái người có tiền của thì nó còn đã còn cửa động được chút, mà những người mà đi ở trong sâu tội quá. Mà giờ làm sao bây giờ? Giờ cứu trợ cũng không được nữa chứ phải, và cứu trợ được thì đâu chuyện gì để nói đâu.
Người ta đâu cho vô, ta đâu cho vô. Dạ, bởi vì thấy tội quá. Rồi bây giờ cái người bên bệnh viện chết rồi, bác thấy nó quay, họ quay lên đó, bác sĩ bỏ chạy, nó thấy tội quá. Bác sĩ cũng chạy luôn chứ, ông nội không có thuốc. Đúng ra thì cũng phải chạy cho cứu lấy mình chứ, rồi giờ ở đó cũng làm gì, thấy thì thấy tội thiệt chứ. Nó rồi bây giờ mới làm sao nói, thì thấy gì thấy thảm thê. Mấy có 100.000 người rồi thầy. Ở nước Việt Nam tập được có cả 100.000 người thôi. Biết nhá, còn chết mấy ngàn rồi. Chết mấy ngàn rồi. Đâu làm sao thống kê hết nói chứ thống kê. Không, nhưng mà đấy là trên chính thức của chính phủ cho đó. Vâng, thì bởi vậy. Trăm ngàn người. Trong khi á, thật ra đó cái chết á, thì hồi sáng, hai tuần nay ông thấy tôi đâu có ở không mà tôi gọi thăm ai. Đó mới gọi về mấy em nó, mấy đứa Sài Gòn, mấy đứa trẻ rồi mấy người lớn tuổi, không hỏi một vài người thì họ nói là báo cáo nó như vậy, nhưng mà nó thật sự ra là bây giờ có những cái xe mà gọi là xe chôn á, xe không á, xe mà chở xe tang đó là coi chở không có người trong đó mà chỉ quan tài thôi, mà chở tấp nập như vậy là chết cũng khiếp đảm lắm chứ đâu phải đâu. Nhưng mà nó mà mình nói ra cái họ nói mình phản động. Nó khổ nhất là mấy cái thằng mà gọi là nó bưng, người ta gọi là bưng bô đó. Trời ơi, sao mà nó cuồng tới mức độ gì. Thì thôi bây giờ mình cứ nói sự thật đi biết không. Nhưng mà bây giờ nghe nói là nhà nước Việt Nam đang kêu cứu thế giới mà hả? Kêu cứu là nó mới về 5 triệu đó. Không, bây giờ mới là kêu cứu mọi việc luôn á. Còn ví dụ như hôm trước kêu cứu thuốc thôi. Nó mới về 5 triệu liều đó. Như vậy là cái này là nó hơn chiến tranh nhiều. Ui, hơn nhiều chiến tranh làm sao đóng cửa được vậy. Không, cái này cả Sài Gòn bước như vậy, mười mấy triệu dân đóng cửa hết, đóng toàn thành luôn. Mà nói tới miền Tây, miền Tây cũng vậy. Tới hết, mấy chục tỉnh thành của Việt Nam mới hết. Không, tính thời đảo ngoài Bắc thì nó đỡ hơn. Ui, Bắc Giang bình nặng lắm ở đây. Nặng lắm, Hà Nội chưa phong thôi. Chứ cũng cách ly nhiều lắm rồi. Thấy khổ ha. Dân nghèo nó khổ chứ trên miền Tây. Miền Tây thì còn đỡ, cái đi chạy ra thấy cái chài xuống ao hồ bắt cái này kia nó ăn cũng được, hay là gà vịt cũng được, rồi rau gì cũng được. Để nói bà giờ thấy dân tao khổ quá, giờ tao phải thấy rau ăn. Chúng ta bao giờ COVID-19 in Vietnam. 19. COVID-19. Yeah. Man, terrible in over there now. Yeah, whole city. Oh my. 12 million people in there. They close the whole thing. Oh my goodness. Oh my God, terrible. No food, no in, no out. Where you live? Yeah. Oh. Thấy dân Việt Nam thì nên dân Việt Nam khổ quá giờ phải hái rau ăn nè, bà chịu cực với tôi nha. Mày đại gia rồi. Bữa nay kho tỏi cà chua với tàu trắng, kho sạch sạch nước chấm ra má sống ăn một bữa cho nó đã coi. Yeah. Hái lá hoa nấu canh. They have a vaccine over there. They come from US. They have vaccine. Not much. No medicine. Not much. Đấy à. They have some, but only for the high people. Quê hương tôi, đất nước tôi đang thảm thê. Yeah. His country very bad now. Oh, I'm sorry. Cho nên nói thì khi tôi ngủ không được thì bác cũng vậy đó, suy nghĩ. Wake up at night because he cannot sleep. Worry. Anything about the country. Right. That's why. Nói là tại vì ông hay cười chứ trong lòng ông thấy dân tộc ông về ông đau lắm. Mình nghĩ như con người thì gặp nhau nói chuyện ông lẽ không cười chứ, nói bà cũng thông cảm nhiều khi. He have family there. Yeah, a lot. Oh goodness. Mother, father. And brother, sister, a lot, baby. Only he come here. Only by him. That's why he miss. Oh my, I'm so sorry. Không nói gì, không nói gì. Nên bà hỏi gia đình thầy con bên đó không? Con bảo bên đây được con nhiều lắm. Chứ bên đây có một mình nè. Bên này thì có mình nha. Thầy con thì có mình nha. Tất cả. Nó thành ra tôi mới thương bà là vậy đó. Nên quá như vậy nha. Because look like grandma. Yeah. That's why. Cho nên nói mà thấy không, hàng ngày đâu có ai tới đây đâu, chỉ có ông à, chỉ còn lâu lâu khách ở xa tới thăm thôi. They can't come here. No money.
had a lot of money come here, baby. Nói ở bển á, nó không được như ở Mỹ mình đâu. Nó ông nói là bây giờ có những người ở trong sâu á, là người ta không được ai vào tới đó cho ăn, nó bị gọi là gì phong tỏa hết. Ví dụ như Mỹ này cái gì cái xứ tự do nó dễ, còn bển người ta vì chống phòng chống dịch chứ không phải người ta muốn cho dân người ta chết. Nhưng mà vì lý do là sợ lây cho nên có những người trong sâu giờ không có đồ ăn nữa. Nhất là ở Sài Gòn mà còn như vậy đó, à, trung tâm. Sài Gòn mà còn bị phong tỏa nữa rồi hết chợ rồi. Đưa nó qua đây là sung sướng lắm. Dạ. Yeah. Người dịch đó thì đồ ăn thì nếu mà chịu đi xin ăn thì một tuần nó 4 chỗ. 40 chỗ. 4 chỗ một thành phố vậy là 4 chỗ phát quà từ thiện á. Yeah. Mình ở đây nè. Bởi vì tại sao mà mình đặt vấn đề mấy cái người mà gọi là cứ đổ thừa hôm đấy không có ăn không biết làm sao ta. Chứ ví dụ giờ đạp xe đạp đi một thành phố như vậy là một tuần phát 4 ngày. Và có nhiều nhà thờ cho không nữa thầy. Thì đó một tuần 4 ngày. Mà ít nhất là 4 ngày thì tại sao mà thiếu, ông nghĩ sao thiếu? Con gà, nếu ngoài đời ăn một con gà mấy ngày trời mà tại sao cứ bên. Bởi vì cho nên mấy người mà quay YouTube mà bên Cali vậy đó, theo lẽ mà ở Việt Nam là nó bắt giam mất rồi đó, nói xấu chính phủ đó. Còn trong khi Mỹ tự do nhưng mà thật sự đâu để đó, tại sao người ta nói ta đói mình không biết. Nhưng mà có điều ok thầy xin thuốc này không phải, nó cần nhiều thuốc, rượu, thuốc lá, xì ke, chứ đâu phải cơm thức ăn không thấy. Bởi vì mà nếu mình tiếp tế đó cũng chưa hẳn là mình tiếp tế cho người tốt đâu. Thì nhưng mà làm bởi vì cho nên là Mỹ quá tự do rồi, muốn bàn luận gì bàn luận. Cho nên nhiều người cứ nói Mỹ còn homeless, Mỹ còn homeless. Như tôi là vốn như tôi không biết một tiếng Anh, không biết một cái lái xe đây mà còn có nhà ở. Không phải mình nói gì mình tự hào. Tôi thì nói theo Phật, cái gì cũng có nhân quả, nghiệp quả cả. Thầy ơi, thầy nói làm sao? Rồi bây giờ ông cái bà cụ này nè, ông kiếm cái ông thầy không tên giùm tôi đi. Ông vô mạng ông kiếm thầy không tên, ông biểu giờ có ông thầy ông cần nuôi một bà già, cần mua căn nhà. Bây giờ ông thầy không tên, ông mua căn nhà cho cái bà Thúy Nga, cái gì? Kim Ngân gì đó, cho thầy đó. Mấy ông thầy ở Canada, mấy thượng tọa biểu đó, thầy thiện tài làm việc đi. Thầy chùa dựng mở, tôi hỏi chứ dựng mở sao, dựng mở tôi đâu biết, hôm nay tôi đâu biết chuyện đó là chuyện gì đâu, hôm nay ông thấy mấy tuần lễ khách không à. Mấy ông nói coi cái cho thầy đó, nó là thầy chùa mà làm bôi bác mấy ông thầy chùa, à, tự nhiên là đi bỏ 100 ngàn đi mua nhà. Trời ơi, mua nhà cho bà Kim Ngân bỏ 100 ngàn đó, thì bây giờ ông phải đi kiếm ông. Về thầy nghe nói chứ 100 ngàn tiền đâu có, thầy chùa đi. Tức là đi lằng lằng ngoài đường mà đi xin ăn mà nói. Trời, mấy trả lừa gạt ta bao nhiêu năm rồi là 100 ngàn đó chứ không tên này nó bình thường. Chả không tên này trời ơi, chả còn nuôi bao nhiêu bà nổi mà. Vậy đó hả? Nhưng mà cứ là làm như ta ngộ đạo không tên vậy đó. Đó, ông vô mạng ông coi Phú-mô-sa đưa lên đó rồi. Thì tôi đâu quá coi đâu, nghe mấy ông thầy điện thoại tôi biểu thầy tài làm việc đi. Tôi nói trời sao có chuyện gì mấy thần tọa cũng đẩy cho con, cái gì con cũng bị chửi hết trơn á. Mấy thầy nói mấy chỉ có thầy, cái tiếng nói của thầy là ta ngán. Tôi nói trời chưa hẳn ai ngán nào, sức tự do này mà ngán cái gì. Nói nhưng mà thầy nói có người ta nghe. Tôi nói ông bỏ, ông á, rồi cái bà sư cô đó, với ông gì đó trời mấy thầy cả, tôi nói thôi giờ con nhức đầu quá, mấy tuần lễ khách khứa rồi. Rồi mấy thầy xuống, không mấy xuống biểu tôi giao cho tôi nhiệm vụ đó đó. Làm vậy ta giờ ta chửi mấy ông thầy chùa luôn, ta nói mấy thầy chùa dư tiền quá vậy đó. Trời ơi, thiệt tiền là nói 100 ngàn nhiều lắm thầy ơi, mình kiếm sói chánh không được cái này. Ông nói ông ngủ quẩn dây không, bây giờ ngủ... Không, bởi vậy thì bây giờ ngủ quẩn dây không thì bây giờ ông mới kêu, giờ thầy có bao nhiêu thầy cho nè. Cho giờ ông về ông lục điện thoại, ông kêu ông đi, ông mà ông cho tôi làm tới bến cho ông coi. Ông vô ông gõ vô thầy chùa không tên coi rồi nó ở đâu. Cha này nó cũng bán thế xuất gia rồi cũng lâu thôi, rồi bà này bà nọ tùm lum hết trơn rồi. Sao có tiền mới hay, vấn đề quan trọng là kiếm được tiền nữa thầy. Không, thì có miếng đất con là lắm mà, miếng đất cái gì, cái rừng suối thiền gì đó. Rồi cái lợi vụ, cái vụ bà ca nghệ sĩ Thúy Nga thì thôi kệ ta đi, mắc chứng gì đó vô rồi bây giờ súng nhau rồi đi tố, giống như đấu tố vậy đó. Tội nghiệp Thúy Nga chứ cổ cũng nói chung là vừa nghệ sĩ ta làm gì ta làm. Những đời mà nghệ sĩ ta thương nhau, ta quý nhau, cái tình nghệ sĩ nhau sao kệ. Nó thôi
Tôi nói tôi không có coi mấy chuyện rùi bu đó mà thiệt, ông thấy không? Sáng tôi sáng nào tôi cũng rửa mấy bãi cứt cái chó đó, rùi không à. Bây giờ chó nó ỉa, nó xuống suối rùi nó mới bu. Bây giờ cái chuyện gì xuống suối rùi nó bu vô trời đó cây. Rồi súng nhau, rồi chửi qua chửi lại, rồi thầy chùa bà giải đi đi hơn thua với người đời. Rồi cái đi đổ nhớ, cái đổ thừa người ta lợi người ta đổ. Đặng cho những người mà thống ưa bà Thúy Nga thì nói là chắc bà Thúy Nga bả suối. Chứ cô Thúy Nga ông nội cổ khốn giáo bả không đâu làm chuyện đó. Dầu Thúy Nga bả đóng hài thiệt nhưng bả đâu không mà bả nghĩ tới mấy chuyện đó, không thấy không? Mà làm nhiều cái, tôi nghe mấy thầy kể tôi không có coi. Tôi nói mấy thầy nó hổng đây sao thường tòa hổng lên tiếng giùm chuyện đó, thường tòa ở Mỹ. Tôi nói trời lên tiếng tôi đâu biết chuyện gì. Không, tôi không lên tiếng cái vụ đó, nhưng mà lên tiếng vụ thầy chùa đó đó. Vâng, thì nó nói đổ xăng cho lửa không, mà tại sao mày chưa kiếm cái gì mà cho thầy lên tiếng rồi đánh rụ. Chưa đầu sức tránh là thầy rụ á. Còn nói thầy nghe thôi, đừng giải cái đó. Mà bây giờ bà giờ không, bây giờ ý tôi nói giờ ông đi kiếm một thầy đó cho tôi. Bây giờ con kiếm này, con chẳng bây giờ con biết cái vụ đó. Không, bây giờ tôi nói, giờ ông nói là bà này không là nghệ sĩ, bà này là người Mỹ. Bây giờ thầy cho tôi 50 ngàn thôi. 50 ngàn tôi mua cái nhà, còn nhiêu mà tôi trả từ từ cho bà. Chứ không cần 100 ngàn như bà Kim Ngân ở Cali nó mắc mỏ, tôi chỉ cần bên đây thôi. 100 ngàn, mấy ông này 100 ngàn có thừa. Vì có chắc là tại mình đói thì mình nghĩ như vậy chắc. Vâng. Mình đói, mình nghèo, mình... Bởi tôi đã không có nghề nào sướng bằng nghề tôn giáo mà. Mà nghề tôn giáo mà trong sạch, hả càng trong sạch là càng nghèo. Có thiệt không á, hả càng trong sạch là càng nghèo. Thời nào cũng vậy, ở ngoài đời cũng vậy, làm quan cũng vậy thôi. Hả quan Thanh Liêm là có nhà có tiền không? Thanh bạch luôn. Thầy Thanh Liêm mà thanh bạch cái này biết không? Người tu cũng vậy thôi à. The social worker comes between 10 and 11 to see about my leg, to see about medicine for my leg. Tôi để tôi ra tôi kiếm không tên này, kiếm không tên không tuổi này, thử cái không tên không tuổi nằm ở đâu tôi xin tiền à, mà không cho là tới với tôi à. Mình không biết gì với thầy đấy, thượng tọa lỡ rồi thượng tọa ráng giúp giùm lên tiếng đi để thôi mang tiếng, nó chửi cả đám thầy chùa, nó nói thầy tu giờ có tiền lắm, ráng giúp giùm đi. Nói thượng tọa nghiệp bữa nay tới ngày tắm nghe, nay phải đi tắm hai ngày tắm ngày nghỉ, nó bà tắm đại xà bông mới được có hạ tiện, hết xà bông tôi mua. Chứ ba đừng có hà tiện, ba không dám xài trà bông mà ba thấy tôi hà tiện, ba hà tiện theo nó thúi rùm á. Nói ông thầy, ông chịu sạch sẽ. Dạ. Yeah. Sour day today, you know that? Sour day today, okay, check it. And check with the soap. Yeah, don't worry about that. Check it. Hôm qua mua cho bác xương gươm bánh nhai đó. Yeah. Tắm cho nó sạch sẽ rồi mà mới biết có nói, mà mới biết có ông nào ông Mỹ già nào 90 tuổi, chín mấy tuổi ông thấy ông vớt. Yeah, no you say okay later, you know, maybe have an old guy 90 years old. Thank you. Okay. Nói ông vớt thì tôi đứng ra làm đám cưới đàng hoàng. And he come to make a ceremony them to marry. Nó tôi đứng ra làm đám cưới đàng hoàng, tôi tặng cho nó bông. And he offer you the ring for the marriage ring. He tried to buy it, but okay. Even he don't get enough money, but try to buy. Yeah, you have to get married, okay? Hỏi bà mặt cũng là mặt đầm nó trước tôi xấu xíu. Tới đây chiều mỗi tuần là tôi rảnh ngày thứ hai, là tôi rảnh rõ hơn. Rồi chiều nay tôi cái gì đó cắt tóc cho nghe. Yeah. Okay, today Monday, you know, he off day. He very not busy day. So maybe he cut your hair today after you take a shower. Okay? Okay. That's good, right? Cắt tóc cho nó sạch sẽ. Yeah, save a lot of money too. Yeah, too long. Yeah, too long, right? Yeah.
Yeah, don't put a bowl on it. Yeah, okay. Tôi lấy cái tô, tôi ôm ra tôi cắt. Ok, rồi. Rồi, rồi thôi nói chuyện với bà đi.